Đây là order của chị Nhi Lâm, gồm có 6 Galaxy Queen ES450 màu đen, có hệ thống Autofill tự động thoát nước và hệ thống ram pump bơm thoát nước. Order của anh chị đã được hoàn thành. Thì đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã order ghế bên em. Em xin giới thiệu sơ qua về ghế của mình. Dạ, ghế của mình đã được hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống nước và cũng đã cho kiểm tra về phần hệ thống massage của lưng máy. Về phần hệ thống massage của lưng máy thì bên em đã cho test rất là kỹ, đảm bảo ghế lưng máy của mình chạy êm. Còn không có tiếng kêu. Về phần hệ thống nước thì bên em đã cho kiểm tra trong vòng 3-4 tiếng. Trong vòng 3-4 tiếng thì có người kiểm tra ghế liên tục cho anh chị, đảm bảo ghế của mình không bị lít nước. Mọi thứ hoạt động ổn định. Còn về phần ngoại thất bên ngoài ghế như là da ghế, tay, bay, footrest thì bên em đã cho kiểm tra rất là kỹ, đảm bảo ghế của mình không bị nứt mẻ. Bên em sẽ cho bảo vệ ghế để ghế luôn trong tình trạng mới nhé, không bị đen mà. Đây là đời 6 ghế của anh chị. Thank you.